Kính chào quý khán thính giả. Chúng ta đang ở video thứ 93 của tiếng Anh siêu dễ Mr. Định. Hôm nay, tôi sẽ cùng quý khán thính giả học cách phát âm bảng phiên âm quốc tế tiếng Anh một cách dễ học nhất. Phương pháp tôi đưa ra đó là tìm các âm tương đồng giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Lưu ý với quý khán thính giả, phương pháp này chỉ mang tính chất tương đối, không đúng tuyệt đối khi phát âm tiếng Anh. Bây giờ, xin mời quý khán thính giả, chúng ta cùng đi 44 ký tự phiên âm trong tiếng Anh tương đương với các âm nào trong tiếng Việt. Âm đầu tiên, oh low Âm tương đương trong tiếng Việt, quý khán tính giả có thể phát âm là âu, Lâu. Ear, Beer, Ear, Beer. Au, Nào, ao Nào. Ua tour, tour, ua, tour. A, lay, A, lay. I, shy, I, shy. Oi, toy, oi, toy. air, er, fair. Âm này trong tiếng Việt không có âm tương đồng, cho nên quý khán thính giả nên phát âm toàn bộ các nguyên âm đơn trong nguyên âm này. Air, er, fair. Ơ, sơ, ơ, sơ. A, for, à, a, fa, All. door or top or door top oo <impeas> to, two foot two foot a cup a ờ ờ e keep e fit e keep fit e bet bet a hat âm này không có trong tiếng việt tuy nhiên để phát âm gần đúng Chúng ta có thể nói Hát M M My My N No No Ng Thing Nghĩ H How Tiếp theo, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng sang các cặp âm bật hơi và không bật hơi. P, pie, b, buy, t, tie, d, die, t, Ch, choose, j, june. tight g guy f far v vase th thin th this tiếp theo xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng sang các cặp âm dung cổ họng và không rung cổ họng khi phát âm. C si, Z di. Sh Action J Vision Cuối cùng, xin mời quý khán thính giả cùng sang cặp âm không có trong tiếng Việt. Wet. Yeah. Yes. Quý khán thính giả thân mến, trên đây là 44 ký tự âm thanh trong bảng phiên âm quốc tế tiếng Anh. Có các cặp âm tương đồng trong tiếng Việt. Quý khán thính giả hãy xem lại và luyện tập. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Thank you and goodbye.